Oh wow, chúng ta đang trong thử thách này. Giày thể thao này có mùi lạ thật đấy. Như thật vậy. Có vẻ như không có gì bất thường. Của tớ cũng vậy. Cái nào là bánh chứ nhở? Thôi được rồi, cậu thử trước đi. Ừ ok, mong là mình may mắn. Ôi, kinh tởm, tớ đã liếm giày rồi. Ôi, vậy là tớ may mắn rồi. Ôi vâng, đây là đường ngọt ngào. Để đến lúc phải lấy dao ra và cắt một miếng bánh thật là tuyệt đẹp rồi. Wow, bên trong đẹp thế này cơ mà. Ôi, tớ rất là vui khi được ăn. Ngon quá. Ôi, tuyệt vời. Ôi, tớ cũng muốn. Ôi trời ạ, tuyệt quá. Ôi, cái gì? Trời ạ, đây là ác mộng. Tớ hoàn toàn quên mất rằng của tớ không ăn được. Ôi, có gì đâu. Nhưng mà bây giờ tớ có giày mới rồi này. Rất là tuyệt đúng không? Nhưng mà chỉ có một cái thôi. Cái màu trắng này không được đâu. Nhưng mà tớ có thể làm được. Tớ sẽ tô màu cho nó nhờ dùng cái này. Ý tưởng hay đi chứ. Điều chính nhá là phải làm cái logo này và tôn nó màu đen. Tớ nghĩ là của cậu làm được ấy chứ. Rồi chúng ta sẽ thấy thôi. Bây giờ thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, hãy nhìn xem. Đẹp chưa? Grace, nhìn này, xem giày của tớ tuyệt vời chưa? Đây không phải là một chiếc bánh mà cậu có thể ăn cái là hết đâu nhá. Ôi, cậu nghĩ cái này khó thế sao? Rất đơn giản mà. Này, cầm lấy một miếng đi và đừng có buồn. Ui, cảm ơn nhá. Ôi, mẹ ơi, đây là cá mà. Trời ơi, ghê quá. Nó có vẻ như là không giống như ở một cái nào đó giống bánh. Ừ, nhưng mà mong là một cái sẽ thành công. Ôi trời ạ, đáng sợ quá. Ôi, tớ chắc chắn không may mắn rồi. Quên đi, nhìn kìa. Bây giờ tớ sẽ thay đổi. Có gì đâu. Nào, tớ phải ăn cá thôi. Hoặc là không phải cá. Thôi được rồi, để mình cho Grace quay đi chỗ khác. Ồ, được rồi này. Ôi, thôi được rồi, tớ là người đầu tiên thử nhá. Ôi trời ơi, không, đây là cá thật mà. Ui, cậu nghĩ là cậu lừa được tớ sao? Còn lâu nhá, đây mới là bánh đây này. Tuyệt vời, đây là chiếc bánh ngon nhất mà tớ được ăn. Đấy, thế là xong rồi, không còn có vấn đề gì nữa. À, trời ạ, con cá này đang tấn công tớ. Tớ cần phải ném nó đi, càng xa càng tốt. Và nào đánh. Ai? Mẹ ơi. Trời ơi, không phải nói chứ. Ôi, biến đi. Có vẻ như là ổn rồi. Cái gì? Trời ạ, còn gì nữa đây? Ôi, có vẻ như là nó được dán lên rồi. Tớ không nghĩ là có thể làm được vậy đâu. Thôi được rồi, tớ thử nhá. Món này ngon đấy chứ. Wow, nhìn này, chúng ta có máy ảnh, thật là tuyệt. Cái nào là bánh nhỏ? Chúng ta hãy cùng thử cùng nhau nhá. Wow, trời ạ, bánh ngon thế. Ui, tớ không nghĩ rằng là bánh sẽ là của tớ đâu. Liếm cả ngón tay đây này, ngon quá. Ơi, ơi, trời ơi, chuyện gì vậy? Thôi được rồi. Oh wow, trời à. Tớ còn có cái này tuyệt vời rồi đây này. Cần phải chụp ảnh thêm nhá. Ôi, trông cậu thật là buồn cười. Tớ thấy vui thật đấy. Cái gì? Trời ạ, cái gì nữa đây? Ôi, có vẻ như là ai là thành con heo rồi này. Nào đưa đây. Tớ không đưa đâu, cái này của tớ. Ôi không. Ui, trời ạ, ai cứu với? Cứu với. Ánh sáng này đang làm mù chúng tớ rồi. Có vẻ như là xong rồi. À! Ui, có vẻ như là nó điên rồi. Grace, cậu đâu rồi? Tớ không nhìn thấy cậu. Tớ đây. Cậu đâu? Ui, dưa hấu. Đập tay nào, chúng ta cùng may mắn rồi. Tớ nghĩ phải làm này cùng nhau thôi. 1, 2, 3. Yeah, bánh.
Trời ạ, kém vị nhân trong ngon quá. Bây giờ đến lúc phải cắt cho bản thân một miếng rồi. Và cắt một miếng thật to nhá. Đấy, như này này. Tớ đang chảy hết cả nước miếng rồi. Trời ơi, đẹp thế này cơ mà. Trời ạ, ngon thực sự. Tớ thấy rất là tuyệt. Ôi, quá là hay luôn. Yeah. Tuyệt lắm. Ui, trời ạ, cái gì nữa đấy? Bị móc vào rồi. Làm sao bây giờ? Nào, chờ đấy dưa hấu. Bây giờ thì tớ sẽ giúp cậu được thôi. Nhưng mà làm này chắc là dễ hơn. Trời ơi, chuyện gì vậy? À, tớ có ý tưởng này rồi. Tớ chỉ cần cắt thật là đơn giản thôi. Sau đó thì còn được một miếng nữa này. Ui, tuyệt vời quá. Còn dưa hấu thì... Ui, trời ạ, ngón tay của tớ. Ui, đau quá. Cậu cười chứ gì? Này thì bây giờ tớ sẽ cười nhá. Ôi không, lớp trang điểm của tớ. Wow, đây là thinh mà. Của Wednesday, tớ rất là thích những cái này. Tớ tự hỏi cái nào là thật nhờ. Chúng ta cùng đếm và xem ai sẽ là người đầu tiên nhá. Và cậu sẽ là người đầu tiên nhá. Thôi được rồi, cái này của tớ hay quá. À trời ơi, nó đông đầy kìa. Ôi không, trời ạ, cái bàn tay thật. Ai, đau quá. Xin lỗi nha Thinh. Trời ạ, tôi cứ nghĩ là cậu là bánh. Ôi, có vẻ như đến lúc mình phải ăn bánh rồi. Nó sẽ rất ngon đấy. Ồ, cái này cũng ăn được sao? Thôi được rồi, mình thử nhá. Ôi, điên mất, trời ạ, mềm mại làm sao. Thinh, cần phải cứu Quentin kiểu gì đó. À, tớ có ý tưởng, tớ không có một cái nơ mà. Ui, tớ vui quá, cái gì vậy? Ôi, xin chào anh đẹp trai. Vâng, em sẽ thành người yêu của anh. Ui, cái này lạ thật đấy, nhưng mà hay chứ. Ôi, trời ạ, cái xe này tuyệt quá. Đồng ý. Tớ vẫn còn giữ cái điều khiển từ xa đây này. Vì vậy tớ có một cái thật. Thật là đáng kinh ngạc. Ui, tớ luôn mơ rằng tớ có thể lái xe này. Và bây giờ tớ có một cái riêng rồi. Bắt đầu nào. Ui, xin chào người đẹp. À, trời ạ, hỏng rồi. Cậu đã làm gì vậy? Quentin. Xin lỗi nhá, tớ hơi quá rồi. Cậu làm hỏng bánh của tớ rồi. Tớ sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Alo, vâng, ở đây có người đâm xe. Vâng, xin chào, chuyện gì xảy ra đây? Đây, các bạn nhìn xem này, Quentin đã đâm vào xe của tớ. Cậu đã vượt qua tốc độ cho phép và gây ra tai nạn, hãy đi với chúng tớ. Thôi được rồi, bánh của tớ có thể ăn được rồi. Bây giờ tớ sẽ thử nhá. Ngon quá. Cho tớ xin một miếng được không? Tớ xin đấy. Không, tất nhiên là không rồi. Các bạn có thích những trò đùa không? Vậy thì hãy đăng ký kênh Munchido và like video này nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.